Lời đầu tiên, Minh Hoàng gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Minh Hoàng chào chị. Dạ, em chào anh Minh Hoàng. Chị chào quý vị khán giả cộng đồng mạng nha. À, xin chào anh Minh Hoàng, chương trình với em xin chào cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Một lần chúc sức khỏe và dồi dào sức khỏe. Rồi, cảm ơn. Chị cho mọi người biết tên cũng như tuổi của chị luôn nha. Em tên Vũ Thị Lệ Thủy, sinh 1972. Vũ Thị Lệ Thủy, Dạ, sinh 1972. sinh Nhân tuổi. 1972, 52 tuổi ha. Dạ, đúng rồi ạ. Thôi mình cũng nhỏ nhỏ hơn mình Hoàng tuổi 2 tuổi thôi. Xin phép kêu tên anh em ha. À, dạ. Rồi Thủy đến từ đâu nè? Em đến từ Đồng Nai, Biên Hòa, Rồi Thủy nè, Thủy có cho phép Minh Hoàng sử dụng hình ảnh của Thủy đăng lên mạng xã hội không? Nai. Dạ, ok, không có vấn đề gì đâu ạ. Mọi khiếu nại sau này của gia đình cũng như bản thân Thủy yêu cầu Minh Hoàng tháo gỡ bỏ video là không được ha. Rồi Thủy phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lời nói của mình nha. Tình trạng hôn nhân gia đình của Thủy như thế nào Thủy? Dạ em có chồng mà chồng em mất 5 năm mấy rồi, mất hồi 2019. Hai người được có người con nào không? Em có hai thằng con trai, thằng lớn có vợ ở riêng rồi, giờ chỉ còn có thằng Út là ở với em thôi. Ở Đồng Nai là nhà của Thủy luôn hả? Dạ không, cái này là nhà tổ, nhà của bà ngoại. Hồi xưa thì em có nhà nhưng mà chồng em bệnh á, rồi em bán nhà em lo bệnh xong cái ổng cũng mất rồi, rồi nhà cũng còn, rồi hai mẹ con mướn nhà trọ ở ở nhà trọ, rồi sau này giờ bà ngoại em giờ nằm liệt một chỗ, rồi mấy cậu mấy dì kêu em về đây ở để chăm bà ngoại, nên giờ em về đây em ở, em chăm bà ngoại em ở nhà này luôn. Giống như nhà nhà thờ nhà tổ Đúng rồi anh, cũng như ha. nhà nhà Rồi hiện nay Thủy làm công việc gì? em không làm gì hết. Lúc trước thì em làm công ty nhưng mà em nghỉ rồi, em nghỉ em chăm bà ngoại đó, nên em nghỉ mấy năm nay rồi. Ngoại còn bà ngoại giờ vẫn còn mạnh hả? Bà ngoại em 92 tuổi, nằm liệt một chỗ rồi. 92 tuổi, giờ là Thủy ở nhà chăm sóc bà ngoại đó ha. À, em chỉ ở nhà chăm sóc ngoại thôi. Rồi tiền ai tiền của mấy Mấy dì mấy cậu ở bên Mỹ á, mấy dì mấy cậu ở bên Mỹ gọi về để cho em hỗ trợ cho em để em lo cho ngoại. Rồi không có làm gì khác hết, chỉ chăm bà ngoại thôi ha. Dạ không, em chăm bà ngoại thôi, với thằng con trai Út em nó đi làm rồi, nó về phụ ngoại với em thôi. Thủy cao bao nhiêu nè? Em cao 1m55, Cân nặng. cân nặng 70 71 kg gì á, hơi béo phì, hơi Hơi gầy quá. bị béo phì không, hơi bị béo phì. 1m55 mà nặng 71 cân. Dạ tại nhà chăm bà ngoại không biết lên cân dù gì. Năm năm ông xã mất 5 năm nay là Thủy không có quen được anh nào khác bên ngoài hả? Em cũng có quen nhưng mà em thấy không đâu vào đâu hết, nói chung thấy sao sao không thấy đâu vào đâu hết, nên mình thử em không quen. Thấy Nhưng sao mà em sao lướt trên Facebook của anh em tập lên em mới kết nối, thấy sao sao là sao sao nói chung là nó không phù hợp, nó giống như nó hơi dạ dạ dối dối, nó thật thật dạ dạ vậy. Em thấy nó không không ok, nên mình thử em cũng có đến với không quen. nhau chưa? Cũng có đến nhưng mà cảm thấy mình thấy nó thật cũng thật mà giả cũng giả, nó cứ mập mờ mập mờ, nên thường em thấy em chán nên tự em rút. Thấy chán từ lúc khoảng bao lâu?
Em cũng quen chứ cũng năm mấy 2 năm. năm mấy hai năm rồi tự rút ha. Dạ em thấy không 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 được, em tự em rút thôi. Mình cảm thấy ok thì mình còn giữ quan hệ đó, còn mình cảm thấy không ok mình tự mình rút đi chứ để đi lâu ngày đau khổ thêm. Rồi Thủy quen như thế được bao nhiêu mối tình như thế? Có một người đó thôi chứ không có ai nữa. Một người đó thôi xong rồi là giọt luôn ha. Thấy vậy là anh giọt luôn chứ không dám dài. Thủy có cái điểm mạnh điểm yếu gì không? Cuộc sống hàng ngày. Em điểm mạnh của em, điểm yếu của em là điểm mạnh điểm yếu là sao, sao em hiểu ta, là sao là điểm yếu, chẳng hạn như là mình gì đó hả? Cái điểm mạnh của mình thí dụ như là mình làm một cái công việc gì đó là mình phải hăng say, mình quyết chí làm được cái công việc, bằng được việc đó. Cái điểm mạnh của em thì em làm gì là em phải làm cho xong, ví dụ như em muốn đi đâu chơi cái gì em phải làm cái đó cho xong cho ổn thỏa hết em mới đi chơi được. Còn cái điểm yếu của em thì em dễ tin người lắm, nói chung em dễ tin người Dễ tin là dễ tin kiểu làm sao? lắm, ai nói gì là em hay tin lắm, ví dụ bạn bè hay là gì đó nói là em dễ tin lắm, em dễ tin là em nhẹ dạ lắm, nói chung là cái kiểu dễ nhẹ dạ mà dễ tin lắm. Và Ví dụ như em có người bạn nào đó chạy lại, Thủy ta đang kẹt quá, ta đang nuôi bệnh, ta thiếu 30-40 triệu cho tao mượn cái móc ra đưa luôn hả? nhẹ dạ lắm, em có là móc liền à, không có từ chối gì hết. Em ví dụ như vậy em có cho người em chịu đi, mà người ta hỏi 800 em cũng móc em đưa luôn à, còn 200 em để em túng được, tính em là vậy. Với em sống cái giống như là ta kêu em sống em nhịn tầm cảm lắm, À, em gốc thương người là em thương người đó chết bỏ, mà em đã thấy mà người đó cái gì rồi là em chấm dứt một phát một, cái tánh em là vậy. thương là thương chết bỏ luôn, Đúng rồi, thương là thương chết bỏ luôn, mà đã còn thấy một cái gì mà rồi thì đúng mình thấy không là dám. giống, thấy là giống như cái mối tình mà mới vừa bỏ đó đúng không? Thấy Dạ thấy lấn cấn là bỏ chạy mất dép luôn hả? giống như là em sống em cũng nặng về tình cảm lắm. Thấy hình như không phải là gốc miền Nam đúng không? Em là Bắc Kỳ năm tư nhưng mà mất gốc rồi, em mất gốc lâu rồi, nói chung là Bắc thì thôi chứ má em còn không biết cái Bắc nữa thì sao em biết được. Là Thủy là sanh ở Biên Hòa Đồng Nai từ nhỏ tới lớn luôn ha. Hồi má em cũng sanh trong này luôn mà. Má em thì xưa bà ngoại đi di cư năm tư vô đây. Vô đây cả mười mấy năm rồi với có bầu má với sanh má. Thì má còn không biết Bắc nữa thì em cũng đâu biết Bắc. Nói chung mất gốc rồi. Thì có biết chơi mấy cái môn nhẹ nhẹ, mấy cái môn đỏ đen đâu? Sao? Mấy cái cờ bạc là không có. Em không có cờ bạc. Em không thích gì. Nói chung em chỉ thích là ví dụ như cà phê cà pháo rồi đi hát hò rồi dễ thì được, Thích hát còn luôn cờ ha. thì Chưa hát hỏi, chưa hỏi tới lòi lòi ra rồi ha. hát ví dụ đi karaoke đi chơi bời rồi mấy anh em gom vô xong rồi đi vô hát karaoke vậy đó, ý là vậy, thích hát hò vậy đó. Đi chơi cho nó vui chị ơi, ai nói đi chơi bời, Thì dùng từ giống như nghe mình xảy để mấy anh nghe được, có mấy anh nổi da gà. Đi chơi vui giải trí. dạ đúng rồi, đi cho vị trí cho vui vẻ vậy, cho nó đỡ xì chét. Đỡ xì chét rồi hát, thường thường hát nhạc trẻ hay là nhạc bô lá mẹ. Nói chung là cái gì em có bài bài nào ví dụ đi hát karaoke bài nào bài ruột của em thì em hát, còn mà không được bài cũng hát, Thường chứ thường vô hát hát bài nào mới là bài ruột, mà ruột à, dư, ruột như giống như là em đi hát là em bài xin lỗi tình yêu là bài ruột của em nè, với bài chim trắng mồ côi nè đó, nói chung là mấy cái gì đó để em hay hát mấy đó sơ sơ mấy đó thôi chứ không Xin có hát lỗi, xin lỗi tình yêu đi, hát nhiều. tặng quý vị đoạn xin lỗi tình yêu thử coi. Hát chay sao hát được anh, Hát chay nó mới hay chứ, chứ hát nhạc nó dính bản quyền sao?
hát chay khó hát lắm, phải có Kệ nhạc mới nó, dễ. kệ nó, mình cứ hát theo cái giống như cái khả năng của mình thôi, mình góp vui cho chương trình mà. Rồi, xin mời quý vị Một và các bạn cùng thưởng thức giọng hát nội lực đến từ cô gái Đồng Nai. Xin lỗi tình yêu. Rồi, xin em mời. hát có phải em hát Rồi. có phải chứ hát hết bài đâu nha. Ừ, hát một đoạn thôi chứ cái ruột nó dài lắm. Rồi em xin hát một bài xin lỗi tình yêu tặng cho anh em trong nước và ngoài nước bây giờ với chương trình ha. Bắt đầu em hát Rồi. ha. Em sẽ giờ hát chay khó hát quá, em hát chay em khó hát thiệt luôn á. Kệ, cố gắng đi. Để em lấy một cái máy kia để em coi theo để em dễ hát không được không anh? Mở lên nó bún nhím quyền hát Không em mở em để chế độ im lặng. rồi. Đôi khi em hát là phải có mình phải nhìn chứ không nhìn sợ em không thuộc lời. Nhiều khi mình hay đi hát karaoke thôi. Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời mà sao gì đó không đưa được đoạn đường em đi. Anh nói sẽ ôm em khi gió đông về mà giờ đây một mình em đứng trong mưa. Rồi, một một hai ba vô. Em nói sẽ đưa anh đi suốt cuộc đời mà sao không đưa được đoạn đường em đi. Em nói sẽ ôm anh khi gió đông về mà giờ đây một mình anh đứng trong mưa. Em nhớ lần đầu tiên trông thấy nụ cười mà sao đưa được thêm khác khúc vậy thôi ha. Mà em trao cho người lạc đường yêu đương, em biết từ đây Anh em sẽ sẽ dối em. vì con tim thật lòng những lời em yêu. Lên. Tình yêu ngàn lần xin tha thứ. Xin lỗi anh ngàn lần xin lỗi anh. Xin anh quên đi những lời yêu em đã trao cho anh trong tận đáy lòng. Mưa với anh hay nước mắt anh, em muốn anh nao nức ưu phiền. Xin hãy quên đi một giấc mơ buồn, xin hãy quên em một kẻ đa tình, chìm trong say đắm lạc lối yêu thương. Rồi được rồi em Rồi, ha. rồi, quá hay. Hay sao bằng bằng ăn buồn nó mà em thấy em hát một khúc nó hay hơn em nhiều. Hai chuyến này là hứa sẽ ôm anh ấy cho đi đến cuối cuối cuộc đời luôn ha. À, em sẽ ôm suốt cuộc đời. Rồi, thì coi chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương lâu chưa? Em cũng xem rồi nhưng mà em cũng coi nhiều kênh lắm, nhưng mà em thấy có kênh Sài Gòn Go này em thấy kết nối nói chung là người thật Việt thật nhiều hơn những cái mấy kênh kia. Mấy kênh kia em thấy đọc lên nói chuyện gì đâu không à. Thôi cái chuyện của ta ha mình bỏ qua đi rồi. Dạ. Hôm nay Thủy gọi đến chương trình Thủy muốn
chương trình giúp cho Thủy tìm một nửa yêu thương còn lại hay sao? Dạ, em muốn tìm một người lớn hơn em, lớn hơn em, độ lớn cũng được. Nhưng mà Lớn là cỡ khoảng bao nhiêu? Nói chung là từ 55 đến 65 đi. Từ 55 đến 65. Dạ. Có muốn anh đó cao nặng không? Nói chung là không cao hay thấp gì đó không quan trọng, nhưng mà ví dụ như người có da có thịt một chút, dễ, đừng có ốm là được rồi, đừng có ốm có gì? em, mập cỡ như em hay hơn em là được rồi. 71 mà kiếm anh nào cũng phải ít lắm cũng phải 75 ha. Nói chung là người đô đô một chút là được rồi, đừng có ốm, người đừng có ốm quá nhìn không có sức sống. Giống như số 10 vậy đó. Dạ. Thì ốm thì đi đi song song giống như số 10, người số 1, người số 0. Bây giờ kiếm người mà sáu mấy mà đô con cũng hơi khó rồi nha. Nói chung thì nó chung chung là được thôi, chứ không phải là nhất thiết mà phải bự quá hay gì đó. Nói chung nhìn là được rồi, nhìn dễ nhìn được rồi. Rồi, dễ nhìn là được. Thích dạ. Anh đó người miền nào? Nói chung miền nào cũng được, anh ở đâu cũng được hết. Miền nhưng nào mà ở đâu cũng được. Đừng bắt em người Bắc mà em lại không thích người miền Bắc. Miền Trung được. Nói chung miền Trung, miền Nam gì, nói chung là nếu mà người miền Tây thì ok. Miền Tây thì thích hơn ha. Dạ. Rồi, thầy có muốn anh đó có công ăn việc làm, nhà cửa như thế nào không? Nói chung là không quan trọng nhà cửa, nhà biết chia sẻ, biết lắng nghe, biết chia sẻ với em là được rồi. Ví dụ như phải sống với nhau mà phải biết chia sẻ, biết người trên người dưới là được rồi, chứ đừng có cái kiểu giống như là ví dụ như người đó có giàu có hơn em một chút đi, đừng có khi dễ bên gia đình em hay gì đó là em không chịu. Rồi bây giờ gỡ cặp kính xuống cho mọi người ta nhìn gương mặt mình rõ hơn. Dạ. Gỡ cặp kính xuống đi. Rồi nếu mà không cần anh đó có nhà cửa thì ở đâu? Ví dụ như thương nhau thì đi ra gặp cậu ở hả? Ở đâu cũng được, bên sau quốc lộ cái gì đâu. Mình phải đưa cái mình phải đưa cái tiêu chí thật lòng của mình ra, chứ mình nói ví dụ như không cần thiết anh đó có tiền rồi không có nhà rồi thì đến với nhau ở đâu, trong khi đó giờ Thủy cũng đang thì ok, nếu mà có nhà anh có nhà thì có nhà có công việc thì ok, chứ đừng có thất nghiệp mà em đang thất nghiệp rồi người đó thất nghiệp, nó hai đứa ôm nhau đói luôn đó, thấy chưa? Thì cái này cái chỗ này là mình cần mới nói ra ở cái là cái đó không cần thiết, không cần nhà, rồi trong khi đó Thủy đang thất nghiệp nè, rồi ở nhà thì nhà này cũng không hẳn là nhà của Thủy nữa, nhà thờ đúng không, ở để chăm sóc bà ngoại thôi, rồi khi mà anh đó không có nhà nữa đến ở đâu đó. Dạ. Nó cũng khó đúng không, rồi mà đang thất nghiệp nữa giờ đi ra mướn nhà trọ cũng phải tốn tiền vậy. Dạ. Chỉ có ở dưới chân cầu là không có tốn tiền, nhưng mà tốn công chạy, bị tốn công chạy, bị rượt đuổi chạy. Anh Minh Hoàng nói chuyện vui ghê. Nhưng mà nó đúng mà đúng không? Dạ. Mình phải nêu cái tiêu chí mình ra cho nó rõ ràng cụ thể để các anh ta biết, ta ví dụ các anh nào có nhà có công ăn việc làm họ muốn kết nối với Thủy thì họ rước Thủy về bên đó ở cùng nhau, ví dụ như làm rẫy làm nông gì đó hay là mua bán gì đó sống. Dạ. Nhưng mà còn lại người con này, người con Út là lớn chưa? À, con Út là em sinh năm 95 á. Vậy là cũng lớn rồi, cũng 29 cũng 29 tuổi rồi. Cũng 29 tuổi rồi. Có nghĩa là Thủy không còn vướng bận nữa phải đúng không? Nói chung em không có vướng một con cái nữa. Chỉ giờ chăm sóc bà ngoại thôi. Dạ. Rồi mà bây giờ bà ngoại còn đang đang nằm một chỗ nè, rồi có anh nào mà anh muốn kết nối rồi sao?
Thì kết nối, chẳng hạn như kết nối thì nếu mà anh nào lên mà coi thấy được phù hợp với em thì anh cho số điện thoại rồi em với anh có kết nối được không anh hay là sao? Thì không, ý nói là thí dụ như được đó, xong mình nói thí dụ xong rồi á, rồi bà ngoại ai chăm sóc? Chừng đó tính Trời anh ơi, sao sao không tính trước thì để chừng đó tính. Ví dụ như ta, cái anh đó anh muốn anh kết nối với Thủy, rồi anh muốn Thủy đi về nhà anh ở liền, rồi giờ bà ngoại ai ai lo? nhưng mà em sắp xếp thì sẽ có người lo. Đó thì nói đó, mình thí dụ mình đưa ra để cho các anh biết, chứ để tới chừng đó các anh kết nối xong rồi nói trời ơi không chịu về rồi còn ở lại, rồi cái sự mình chăm sóc cho bà cụ, bà ngoại là một cái sự hiếu thảo, một cái sự hiếu thảo là một cái sự rất tốt đó. mình Đúng phải rồi. tính mình phải tính kỹ chứ, để không lẽ mình vì một chút xíu cái riêng của Dạ đúng. mình, ờ Dạ đúng rồi. mình bỏ bà Nếu ngoại thì cũng thật là tội. mà có một người nào mà thật sự đến với em thì hai người phù hợp với nhau thì chừng đó em sẽ sắp xếp có người mà anh. Tại vì giờ không có gì thì có mình em thì em lo cho thôi, còn cái có chuyện gì thì em cũng có sắp xếp được người. Còn không thì cũng chạy qua chạy lại ha, chăm nom Dạ. thăm bà ngoại ha. Dạ. Rồi rồi Thủy còn đưa ra cái tiêu chí gì thêm không ở các anh không? Có thích Nói các chung anh rượu rượu chè không? là em không thích người đó rượu chè. Nói chung em thích rượu chè với bài bạc là em thích. Đừng có mấy cái mối đó, cái mối đó là em chịu. Nhưng mà chút chút được không? À, ví dụ như đi 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 đám đi tiệc uống 1 lon 2 lon cho vui thì ok, chứ đừng có ngày nào uống lầy lộ ra là em chịu. Cà phê thuốc lá thì sao? Cà phê thuốc lá bình thường anh không sao, mà đừng có nhậu nhẹt, đừng có ngày nào cũng tập 5 tập 7 nhậu là em không chịu đâu. Thí dụ như thầy có thích cái anh đó anh thích ăn thịt kho tàu, thầy có thích không? Là sao, ví dụ nó thích ăn cái gì à? Nói chung là em sống em rất biết lo cho chồng con lắm. Ví dụ như chồng thích gì thì mình nấu ăn, mình cũng ăn theo, chứ không phải rất nhất là phải mình ăn rồi chồng mình không ăn, cái đó là mình không ấy, không có, em không có tâm vậy. Nói chung Đang ghẹo em quá, cũng chồng được hết. Minh Hoàng đang ghẹo Thủy đó. Ghẹo vui mà có bồ không, ghẹo vui mà ghẹo cho nó vui trong cái cuộc trò chuyện á. Cái gì đâu anh, vui là chính. Rồi chung quy lại là kiếm một anh sao nè, nói lại cho các anh nghe kỹ một lần nữa coi. Nhưng mà bây giờ em có để ý một cái anh đó, nhưng giờ em không nói, em nói riêng cho anh sau được không? Ok, nhưng mà bây giờ mình phải đưa cái tiêu chí ra để cho các anh khác, ví dụ như anh đó không chịu sao còn các anh khác. Thì nói chung là em muốn người thật lòng đến em là phải thật lòng, đừng giả dối. Nói chung là đừng có giả dối với em là được rồi, sẽ sống thật lòng để ví dụ hai đứa có tiếng nói chung, có gì thì chia sẻ nhau, ví dụ cực khổ hay gì thì biết chia sẻ, biết lắng lắng nghe. Ví dụ như cái anh nó sai thì em nói thì biết lắng nghe, ví dụ vậy. Chứ đừng có nói xong rồi cãi rồi chuyện nó sẽ bể ra, nó hư hết, hư chuyện, hư đường, hư bột hết. Em không thích vậy. Ví dụ như chẳng hạn em sai gì thì cũng nói nhỏ nhẹ với em, chứ đừng có gắt giọng. Em không thích người sẵn với em không được. Em thích một người em phải mềm dịu. Ví dụ chồng sai thì cũng phải nói chuyện mềm dịu, mà vợ sai thì cũng phải nói nó mềm dịu được rồi, chứ đừng có sẵn, đừng có cái kiểu múa tay múa chân là em không ok đâu. Rồi, chứ Đừng đừng có để khi đó mà mất công phải hát lại cái bài anh hứa sẽ đưa em đi hết cuộc đời. Đúng không? Xin lỗi tình yêu. Rồi à, một người sống phải nói chuyện cho nó nhẹ nhàng. Em không thích người gắt giọng đâu, không thích người nói
giống như là cứ họ cứ nói chịu thề gì á, mấy người vậy em không chịu. Rồi. Chương trình ghi nhận sự chia sẻ trải lòng nãy giờ của Thủy ha. Cảm ơn Thủy đã dành thời gian quý báu để anh em mình có cái cuộc trò chuyện hết sức là thú vị ngày hôm nay. Cũng chúc cho Thủy sớm ngày tìm được cái nửa yêu thương giống như cái lòng mình ao ước ha. Rồi, bây giờ Thủy chào quý vị khán giả để anh em mình kết thúc nha. Dạ, vậy thì chút nữa em nói anh sau là ví dụ chẳng hạn em gửi cái hình của người đó thì sao anh? Cái video này Minh Hoàng đăng lên á sẽ có cái đường link, rồi lấy cái đường link gửi cho ảnh xem rồi chờ ảnh trả lời. Ảnh trả lời Minh Hoàng sẽ báo cho Thủy biết ha. Dạ, Nếu chừng nào mà chỉ yeah. nếu mà chừng nào anh đó đồng ý á Dạ, Minh Hoàng mới mới báo cho Thủy biết, rồi Thủy đồng ý cho số nữa thì Minh Hoàng gửi số cho hai người tự tâm sự. Còn nếu mà dạ, ảnh không đồng ý thì mình phải chờ kết quả khác thôi ha. dạ, Rồi, bây giờ chào quý vị khán chào quý vị khán giả, với em chào trong nước và ngoài nước. đi. Em cũng không khéo nói mấy đâu, em xin chào là được rồi anh ha. Rồi. Dạ. Trước khi kết thúc video, Minh Hoàng cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, chào Thủy Dạ. ha. Chào anh Minh Hoàng.